Kinh sáu điều răn hội thánh. Hội thánh có sáu điều răn. Thứ nhất, dâng lễ ngày Chủ nhật cùng các ngày lễ buộc. Thứ hai, chớ làm việc xác ngày Chủ nhật cùng các ngày lễ buộc. Thứ ba, xưng tội trong một năm ít là một lần. Thứ bốn, chịu mình thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa phục sinh. Thứ năm, giữ chay những ngày hội thánh buộc. Thứ sáu, kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày hội thánh dậy.